thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ rút ruột 90% tiền ủng hộ báo lũ. Đề nghị tặng bằng khen trưởng thôn sáng suốt đưa 115 người lên núi tránh sạt lở. Bình Dương, Phó Giám đốc Sở Y tế bị giả rộng để mượn tiền khắp nơi. Cặp vợ chồng chủ quán karaoke tra tấn dã man còn nợ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Được ủy quyền thay mặt câu lạc bộ ủng hộ số tiền 11 triệu 232 000 đồng, nhưng HT chỉ chuyển 1 triệu 123 200 đồng, thấp hơn mức công bố 10 triệu 108 800 đồng. Vụ việc được phát hiện sau khi mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sau kề. Sự việc trên xảy ra ở câu lạc bộ dự nguồn thuộc Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, đoàn thanh niên Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với câu lạc bộ và có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo báo cáo, câu lạc bộ trên đã được giải thể vào tháng 1 năm 2024 sau thời gian hoạt động không hiệu quả. Tại thời điểm giải thể, số tiền quỹ còn lại của câu lạc bộ là 11 triệu 232 000 đồng và ban chủ nhiệm thống nhất giao cho cựu sinh viên HT, thành viên ban chủ nhiệm đã ra trường cất giữ. Khi cơn bão số 3 đổ vào nước ta, gây thiệt hại về người và của ở một số tỉnh phía Bắc, các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã đề nghị chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Ngày 9 tháng 9, cựu sinh viên HT đã chuyển 1 triệu 123.200 đồng, thay vì toàn bộ số tiền là 11 triệu 232.000 đồng vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó nhờ bạn Photoshop chỉnh sửa thành 11 triệu 232 nghìn đồng để đưa lên group báo cáo câu lạc bộ. Tuy nhiên, sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê thì sự việc trên bị phát hiện. Cựu sinh viên HT đã nhận thức được sai lầm của mình và đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 14 tháng 9 liên quan đến vụ việc này đại diện ban giám hiệu ban thường vụ đoàn thanh niên và hội sinh viên trường đã mời các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ và cựu sinh viên ht để làm việc tại buổi làm việc ht đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình do suy nghĩ thiếu chín chắn làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ thầy cô và nhà trường đồng thời xin mọi người bỏ qua để thay đổi bản thân đây là sai phạm do cá nhân chứ không liên quan đến câu lạc bộ Phía đoàn thanh niên, hội sinh viên trường cao đẳng công thương thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi lời xin lỗi đến đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể thầy cô cùng sinh viên nhà trường về sự việc trên. Ban chấp hành đoàn thanh niên, hội sinh viên trường bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng rộng lòng tha thứ cho sai lầm của cựu sinh viên HT để giúp em bình tĩnh và tiếp tục phối hợp với ban chấp hành đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường làm việc với cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu. Trên Facebook của câu lạc bộ, đại diện ban chủ nhiệm cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn thành viên, các cựu chủ nhiệm câu lạc bộ và các đơn vị liên quan đến sự việc này. Kể từ khi mà trận Tổ quốc Việt Nam công bố danh sách sao kê tiền của các mạnh thường quân ủng hộ, rất nhiều cá nhân, trong đó có những người nổi tiếng bị cư dân mạng phanh phui về số tiền ủng hộ có sự tranh lệch rất lớn giữa thực tế và lời tuyên bố. Hình ảnh chuyển khoản trên mạng xã hội gây nhiều bức xúc trong dư luận. Mới đây, Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này xem xét tặng thư khen và trình Thủ tướng tặng bằng khen cho hai cá nhân gồm ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ông Diệp là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc vì người dân trong thôn thường xuyên lắng nghe, nắm tình hình và tiếp thu ý kiến của người dân. Đặc biệt, ông Diệp đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ. Anh Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, anh Chứ là người gương mẫu, uy tín trong cộng đồng, đã kiểm tra, phát hiện sạt lở đất kịp thời, kiên quyết vận động 115 người dân di tản tới nơi an toàn. Trước đó, sáng mùng 9 tháng 9, nhiều quả đồi ở thôn Kho Vàng trong tình trạng no nước, do trải qua 2 ngày mưa liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại, lo lắng cho người dân, trưởng thôn Ma Xeo Chứ, sinh năm 1991, huy động một số thanh niên cùng lên núi kiểm tra phát hiện quả đồi phía sau thôn có vết sạt lở dài khoảng 20cm. Anh Chứ lập tức huy động mọi người tìm nơi cao giáo, an toàn để lập lán trại, sơ tán người dân. Quyết định táo bạo, sáng suốt của anh Chứ đã cứu sống toàn bộ 115 người dân của thôn Kho Vàng khi chỉ một ngày sau, toàn bộ 17 nhà dân bị đất đá, sạt lở, vùi lấp mới đây phó giám đốc sở y tế tỉnh bình dương huỳnh minh chín cho biết có đối tượng đã giả giọng rất giống ông để gọi điện nhờ người thân đồng nghiệp chuyển tiền sau khi có người thông báo ông chín đã chia sẻ thông tin lên trang cá nhân để cảnh báo mọi người lưu ý cảnh giác đại diện công an tỉnh bình dương cho biết trước đó đơn vị ghi nhận thông tin phản ảnh có đối tượng sử dụng số thuê bao di động gọi điện thoại cho một cán bộ lãnh đạo tỉnh lâm đồng để thực hiện hành vi lừa đảo theo thông tin từ công an, người này gọi điện cho một cán bộ lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng và tự xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Đối tượng thông báo rằng tỉnh ủy Bình Dương đang tổ chức một chương trình từ thiện phát quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng. Người này nhờ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí thuê xe chở các phần quà từ Bình Dương đến địa bàn một huyện của tỉnh Lâm Đồng với số tiền 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, đối tượng cắt đứt liên lạc. Theo đại diện công an tỉnh Bình Dương, thời gian qua với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã sử dụng số thuê bao điện thoại di động giả danh lãnh đạo tỉnh Bình Dương để nhắn tin yêu cầu một số cán bộ lãnh đạo trong tỉnh chuyển tiền. Hiện nay, các đối tượng trên đang liên tục điện thoại cho các lãnh đạo tỉnh, thành phố trong cả nước và các sở ban ngành để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, phổ biến nhất là gọi điện thoại hỏi mượn tiền và tổ chức chương trình từ thiện để đề nghị hỗ trợ hoặc huy động kinh phí từ người dân và các cơ quan chính quyền của tỉnh thành khác. Để phòng ngừa công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo khi nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương, công an đề nghị người nhận cuộc gọi xác minh lại thông tin và không thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Khi xảy ra các sự việc như trên, công an đề nghị các nạn nhân thông báo, cung cấp ngay thông tin cho phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Bình Dương để truy xét xử lý. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Hồng Thái 27 tuổi chú tỉnh An Giang, Nguyễn Tấn Thành 26 tuổi chú tỉnh Đồng Nai, Hứa Huỳnh Hương 26 tuổi trú thành phố Hồ Chí Minh cùng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Khởi tố tạm giam Nguyễn Thành Vũ 27 tuổi chú tỉnh An Giang, Thái Hồng Thịnh 24 tuổi chú tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Thành Thái 19 tuổi chú tỉnh An Giang cùng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Kim Thi, 25 tuổi, chú tỉnh An Giang, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Phạm Quốc Khánh, 17 tuổi, chú tỉnh Hậu Giang, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng tháng 5 năm 2024, chị Đỗ Thị Trình, 31 tuổi, chú tỉnh Quảng Ngãi, mượn thi 15 triệu đồng và hứa sẽ về quán karaoke của chị Thi tại thành phố Cần Thơ để làm. Tuy nhiên, Trình không về làm cho chị Thi và không trả tiền như đã hứa. Đến khoảng tháng 6 năm 2024, Thi và Dương Hồng Thái, chồng Thi, mở quán karaoke tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và đăng tin tuyển nhân viên. Lúc này, trình điện thoại liên hệ với Thái xin làm thì Thái đồng ý. Tối ngày 3 tháng 9, Vũ điều khiển xe ô tô chở Thái đến thành phố Hồ Chí Minh, rước Trình, Thành và Hương. Trên xe, Trình mượn thêm Thái 24 triệu đồng. Dạng sáng ngày 4 tháng 9, khi đưa Trình về đến quán karaoke ở thành phố Long Xuyên thì gặp Thì. Tại đây, Thi yêu cầu Trình trả tiền đã mượn của vợ chồng Thi 15 triệu đồng. Do không có tiền, Trình bị vợ chồng Thái cùng Vũ Thành Hương hăm dọa và đánh, buộc điện thoại cho người quen chuyển trả số tiền 24 triệu đồng đã mượn của Thái. Lấy được số tiền 24 triệu đồng, Thái tiếp tục kêu Trình trả nợ số tiền là 15 triệu đồng đã mượn của Thi nhưng không được. Nhóm của Thái đưa Trình về căn nhà tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Tại đây, phát hiện Trình có ý định bỏ trốn. Nhóm đối tượng trên tiếp tục đánh và dùng roi điện trích hăm dọa Trình. Đến sáng ngày 6 tháng 9, Trình lên sân thượng căn nhà 3 tầng trèo theo đường ống nước xuống. Khi gần đến mặt đất thì rớt bị thương. Người dân phát hiện, chở Trình đến công an phường trình báo và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Triệu Nguyên, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một nam giáo viên ngạt khí tử vong khi tham gia đốt thực bì. Trước đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 9, tranh thủ ngày nghỉ, anh Nguyễn Văn Hát, 35 tuổi, ngụ xã Triệu Nguyên, cùng người thân tham gia đốt thực bì tại rừng Tràm sau khai thác ở thôn Na Nẫm để chuẩn bị vụ trồng mới. Do đang là mùa khô, lớp thực bì dày nên ngọn lửa bùng phát lan rất nhanh. Lo lửa cháy sang phạm vi khác nên anh Hát lao vào dập lửa, sau đó bị ngạt khí và ngất lịm gia đình và người dân địa phương đã phát hiện đưa anh Hát đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, tuy nhiên anh đã không qua khỏi. Đám cháy nêu trên được Tổ bảo vệ rừng cộng đồng phối hợp với lực lượng chức năng dập tắt vào khuya cùng ngày. Được biết, anh Hát chưa lập gia đình, là giáo viên hợp đồng 10 năm qua ở xã Tà Long, huyện Đắc Rông. Mới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Công tác đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang các cơ quan liên quan và ông Lê Văn Nưng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Ông Lê Văn Nưng, sinh năm 1965, quê huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, ông được bầu làm chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vào cuối tháng 6 năm 2021. Trước đó, ông Nưng từng giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy An Giang. Trước đó tại kỳ họp thứ 43, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kỷ luật đối với ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cán bộ liên quan cụ thể sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh an giang ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh một số cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2016-2021. 2021-2026 và các đồng chí Vương Bình Thạnh, đồng chí Nguyễn Trọng Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phạm Thành Nhân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên, Đinh Minh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang. Kỷ luật khiển trách Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Lê Văn Nưng, Lê Văn Phước, Lâm Quang Thi, Tô Hoàng Môn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh An Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức vừa có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin khẩu phần ăn của giáo viên trường mầm non Ánh Dương ở thị trấn Ngãi Sao bị cắt xén. Trước đó, trên mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh và nội dung phản ánh khai cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên trường mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và hai miếng chả lụa, kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Kèm theo bài đăng là nội dung, sau khi đăng bài viết về việc cắt xén khẩu phần ăn của trẻ, Cùng sự chủ dập người tố cáo, một số giáo viên tại trường mầm non Ánh Dương đã gửi hình ảnh suất ăn trưa của họ hết sức nghèo nàn. Đối với người lao động mà còn bất chấp vậy thì huống hồ là các cháu từ 2 đến 5 tuổi. Xin đừng nhìn phần cơm 30.000 đồng của người lao động bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Hãy quan tâm, thấu hiểu bằng lòng chắc ẩn của quý vị. Từ thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Đức yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp cùng phòng văn hóa thông tin huyện tổ chức xác minh làm rõ. Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 17 tháng 9. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu Tránh Thanh tra huyện chủ trì phối hợp để làm rõ sai phạm của trường Mầm non Ánh Dương nếu có liên quan đến vụ việc trường này sa thải một nhân viên nấu ăn và sau đó bị kiện. Cụ thể, hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương bị một nhân viên nấu ăn của trường tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, nhân viên này đã bị sa thải nên đã khởi kiện hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương ra tòa án nhân dân huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Tại phiên sơ thẩm, tòa án nhân dân huyện Châu Đức đã buộc trường mầm non Ánh Dương phải nhận nhân viên nấu ăn trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng, gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày nhân viên này không được làm việc, khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật, cùng với đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định cho người lao động. Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn khoảng 30.536 người phải sơ tán tránh ngập lụt, chưa trở về nơi ở cũ, trong đó huyện Chương Mỹ còn 9.052 người, huyện Mỹ Đức 7.768 người, huyện Sóc Sơn 5.636 người, huyện Ứng Hòa 4.672 người, huyện Đông Anh 1.234 người, huyện Quốc Oai 1.129 người. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 19 giờ tối qua, ngày 15 tháng 9, các quận huyện thị xã đã sơ tán 78.747 người tránh bão lụt, hiện lũ sông Hồng, Đà, Đuống, Rút. Hà Nội có 48.211 người trở về nơi ở cũ, trong đó quận Bắc Từ Liêm có 5.489 người, Tây Hồ có 20.963 người, Hoàn Kiếm có 4.379 người, Long Biên có 1.055 người, Hai Bà Trưng có 1.198 người. Để ổn định đời sống người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4756 qd UBND ngày 12 tháng 9 về việc bổ sung có mục tiêu cho các quận huyện năm 2024 để thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn. Trong đó, huyện Trương Mỹ được hỗ trợ 10 tỷ đồng. Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã các sở, ban, ngành, thành phố chủ động tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê theo các cấp báo động, kịp thời phát hiện các sự cố và xử lý kịp thời ngay giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các khu dân cư ngoài bãi sông đang bị ngập lụt, nguy hiểm, tiếp tục thực hiện phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, kiên quyết di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây xanh gãy đổ, công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ. Thông tin từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa Chất, các chuyên gia về địa chất, lãnh đạo một số sở ngành và thường trực huyện ủy Bảo Yên về việc xây dựng khu tái định cư cho dân làng nủ. Sau khi nghiên cứu thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận một số nội dung. Theo đó, Hội kiến trúc sư Việt Nam sẽ đảm nhận việc thiết kế nhà sàn. Theo đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu, thảo luận và đưa ra hai phương án lựa chọn khu tái định cư cho 37 hộ dân thôn Làng Nủ. Phương án thứ nhất, lựa chọn xây khu tái định cư giữa cánh đồng khoảng 3 hectare. Tuy nhiên, sau khi đi thực địa cho thấy, phương án này không an toàn vì địa hình khu vực thấp, hai dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Phương án thứ hai, lựa chọn khu vực đồi sim, rộng khoảng 10 ha, có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước rộng rãi. Phương án này qua khảo sát thực địa thấy rất hợp lý và tính khả thi cao. Khu vực này cách chỗ sạt lở thôn làng nủ khoảng 2 km. Qua biểu quyết ý kiến nhân dân, bà con đã 100% ủng hộ phương án thứ hai. Ngoài ra chính quyền cũng lựa chọn xây dựng nhà sàn cho người dân trong khu vực tái định cư, việc này được toàn bộ bà con nhân dân biểu quyết tán thành, xây theo mẫu kiến trúc truyền thống của người Tây. Về tiến độ thực hiện, ngay trong hôm nay 16 tháng 9, máy móc sẽ được huy động vào để triển khai đào đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, thi công. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành khu tái định cư cho 40 hộ dân bị mất nhà trước ngày 31 tháng 12. Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết trong vụ sạt lở ở làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân đều trong tình trạng rất nguy kịch do hội chứng vùi lấp. Trường hợp nam bệnh nhân 31 tuổi, người dân tộc Tây đã tử vong vào ngày 14 tháng 9 do suy đa tạng, còn bé gái 11 tuổi đang điều trị tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nặng. Để cứu tính mạng cháu, bệnh viện đã tổ chức hội trần toàn bệnh viện với chuyên gia tới từ Nhật Bản là giáo sư tiến sĩ Hashimoto để đưa ra các phương pháp tối ưu nhất cứu chữa bệnh nhi. Báo cáo tại cuộc hội trần, Bác sĩ Nguyễn Công Khắc, công tác tại Trung tâm Nhi khoa bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau 4 ngày được chuyển đến bệnh viện, tình trạng phù nề của bệnh nhân giảm, dối loạn đông máu giảm. Hiện bệnh nhân vẫn được an thần, thở máy, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, nhưng vấn đề viêm phổi của cháu rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Suốt 4 ngày rửa phổi, dịch từ người bệnh vẫn ra đục ngầu bùn cát cho đến hiện tại, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất ở phổi các chuyên gia cùng nhau bàn bạc đưa ra phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân như vỗ rung bằng áo chuyên dụng để giảm dị vật hô hấp, cố định thêm xương đòn phải gãy, theo dõi nội soi dạ dày bằng ống nhỏ để xác định dị vật trong bộ phận tiêu hóa, tiếp tục theo dõi chấn thương gan, tăng cường cấy máu, xác định các vi khuẩn thường có trong môi trường đất bùn. Tại buổi hội trần, phó giáo sư Đào Xuân Cơ đã trực tiếp giao cho bác sĩ trực của các trung tâm khoa phòng phối hợp chặt chẽ với trung tâm nhi khoa trong điều trị cho bệnh nhi. Giáo sư Hashimoto đánh giá cao nhận định của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai và lưu ý thêm làm các xét nghiệm về nấm. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi ở với bà ngoại và cậu mợ tại làng Nủ. Gia đình có 4 người không qua khỏi. Hiện bố mẹ bệnh nhi đang ở bệnh viện theo sát quá trình điều trị. Do đó, ông cơ yêu cầu các phòng ban hậu cần hỗ trợ lo ăn uống, chỗ ở cho bố mẹ bệnh nhi. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lộc, 32 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, do sử dụng ma túy đá, Nguyễn Văn Lộc có biểu hiện ngáo đá, gây mất an ninh trật tự tại khu phố Lương Nam, nên Công an thị trấn Lương Sơn đã cử tổ công tác gồm một cán bộ công an và ba cán bộ tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Lương Nam đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, tổ công tác yêu cầu Lộc chấm dứt hành vi gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn dùng dao dài rượt đuổi đâm vào anh Trần Văn Thắng, 50 tuổi, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự khu phố Lương Nam, gây thương tích và lấy xe mô tô của người dân ở gần đó, bỏ chạy trên quốc lộ 28B theo hướng đi đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Khi đối tượng Lộc đến địa phận xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình thì bị tổ tuần tra công an xã Phan Sơn bắt giữ. Theo công an huyện Bắc Bình, Nguyễn Văn Lộc là đối tượng nghiện ma túy có trong danh sách quản lý của Công an thị trấn Lương Sơn. Đối tượng có 4 tiền án về các tội cướp giật tài sản, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Lộc vừa chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, trở về địa phương vào ngày 17 tháng 11 năm 2023. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm D khoản 2 điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng. Mới đây, Công an phường Bến Nghé quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với VPQM 23 tuổi ngụ quận 4. M là người kinh doanh trò chơi xe điện thăng bằng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và bị xác định có hành vi chặt chém streamer Iso Speed với giá 1 triệu đồng cho khoảng vài phút vào chiều ngày 14 tháng 9. M bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về hai hành vi gồm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng tiền phạt là 10 triệu đồng. Ngoài ra, công an phường Bến Nghé lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm là xe điện thăng bằng của M yêu cầu người này viết cam kết không được tái phạm. Ngoài ra, công an xác định khi mở có hành vi chặt chém streamer ISO Speed ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều ngày 14 tháng 9, còn có người khác là NMH 53 tuổi ngụ quận 1. Ngay sau khi vụ streamer ISO Speed bị lấy tới 1 triệu đồng khi thuê xe điện cân bằng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xảy ra, Ban chỉ huy công an quận 1 lập tức chỉ đạo công an phường Bến Nghé nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý. M đã thừa nhận hành vi, riêng ông Hát chỉ được xác định là người quen của M. Do M không dành về giao tiếp ngoại ngữ nên ông Hát có mặt chỉ phiên dịch giúp. Do đó, công an không xử lý hành chính ông Hát. Ngay sau khi bị xử lý, trong sáng ngày 15 tháng 9, M và ông Hát đến khách sạn, nơi streamer IsoSpeed dự sự kiện. Hai người này đã gặp đại diện của IsoSpeed để chính thức xin lỗi. Bên đại diện cũng đã đồng ý và vui vẻ nhận lại số tiền 1 triệu đồng. Như đã thông tin, khi tham gia chuỗi sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối ngày 14 tháng 9, streamer nổi tiếng IsoSpeed có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, streamer nổi tiếng người Mỹ tham gia trò đi xe điện thăng bằng. Suốt quá trình di chuyển từ chiều tối ngày 14 tháng 9, streamer có phát trực tiếp trên kênh YouTube IsoSpeed với 29,7 triệu người đăng ký. Nội dung từ clip phát trực tiếp cho thấy, ISO Speed bị người kinh doanh tại đây chặt chém khi sử dụng dịch vụ xe điện thăng bằng với giá 1 triệu đồng. Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa đưa ra xét xử một vụ án dân sự khá đặc biệt. Bà hát kiện con gái ruột của mình để đòi lại số tiền hơn 3 tỷ đồng mà bà đã cho con mượn để mua nhà nhưng qua 4 năm con bà vẫn không chịu trả. Bà hát có tất cả 6 người con, 5 trai, 1 gái. Theo đó, tháng 6 năm 2020, bà may mắn trúng được 4 tờ vé số độc đắc. Số tiền lĩnh thưởng sau khi trừ thuế còn 7,2 tỷ đồng. Hai ngày sau khi nhận thưởng, bà kêu các con lại và chia cho mỗi đứa 500 triệu đồng. Do trong gia đình chỉ có chị L là con gái duy nhất, nên từ trước đến nay, bà đều dành tình thương nhiều hơn cho chị L và tặng cho chị L rất nhiều tài sản. Số tiền trúng số, bà dự định không chia cho L nữa vì từ trước đến nay, bà đã cho chị L rất nhiều tài sản rồi. Tuy nhiên, thấy làm vậy là thiếu công bằng nên bà vẫn cho chị L 500 triệu đồng, nhưng kèm theo điều kiện là L phải nuôi bà suốt đời. Bà Hát cho biết sau khi chia tiền trúng số cho các con và chi tiêu trong gia đình là mồ mả, bà còn lại 3 tỷ đồng chẵn. Số tiền này bà dành để thủ thân, dưỡng già và phòng khi ốm đau bệnh tật. Theo trình bày của bà Hát, trước hội đồng xét xử ngày 25 tháng 6 năm 2020, Chị L hỏi bà mượn số tiền 3 tỷ đồng này để mua thêm căn nhà ở gần nhà. Khi mượn tiền, chị L có cam kết sau khi làm giấy tờ sang tên xong sẽ mang đi thế chấp để vay tiền ngân hàng, trả lại tiền đã mượn của bà. Việc chị L hỏi bà H mượn tiền cũng được bà H thông qua các con và được các con làm chứng. Ngay trong ngày 25 tháng 6 năm 2020, bà H và chị L cùng ra ngân hàng để bà H làm thủ tục chuyển 2,8 tỷ đồng vào tài khoản của chị L. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2020, bà Hát và chị L cùng ra ngân hàng và bà Hát rút hết số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản còn lại để giao tiền mặt cho chị L mượn. Tại phiên tòa, bà Hát trình bày, hơn một năm sau khi chị L mua nhà, thế chấp căn nhà vay tiền ngân hàng, nhưng chị L vẫn không thực hiện lời hứa trả tiền cho bà. Do bị bà đòi tiền mượn nhiều lần, nên chị L bực tức, trở mặt, ngược đãi, chửi mắng bà, nên bà không thể ở cùng chị L mà phải tìm đến nhà các con trai để nương náu. Vì quá bức xúc do bị lò phụ bạc, thất hứa, bà Hát đã khởi kiện con gái. Tại phiên tòa, bà Hát yêu cầu hội đồng xét xử buộc chị L trả lại số tiền 3 tỷ đồng đã mượn của bà, đồng thời trả luôn số tiền 500 triệu đồng bà đã tặng cho có điều kiện, vì chị L không thực hiện đúng điều kiện đã thỏa thuận là nuôi bà đến suốt đời. Trong suốt thời gian từ giai đoạn hòa giải đến xét xử sơ thẩm, L không có mặt mà ủy quyền cho luật sư thay mặt mình. Tại phiên hòa giải và phiên tòa sơ thẩm, đại diện ủy quyền của L thừa nhận có số tiền 2,8 tỷ đồng bà H chuyển khoản và số tiền 500 triệu đồng, nhưng cho rằng đó là số tiền bà H tặng cho. Riêng số tiền 200 triệu đồng bà H cho mượn bằng tiền mặt thì đại diện ủy quyền của chị L không thừa nhận và cho rằng không biết số tiền này. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định bà H đã cho mỗi người con 500 triệu đồng đều nhau thì không lý gì bà H cho riêng thêm chị L 2,8 tỷ đồng nữa. Hội đồng xét xử đã tuyên án, phía chị L không chứng minh được số tiền 2,8 tỷ đồng từ bà H chuyển khoản cho chị L là tiền tặng cho nên chị L phải hoàn trả lại số tiền này cho bà H. Thời gian trả chậm sẽ được tính lãi theo quy định. Riêng số tiền 500 triệu đồng bà H thừa nhận tặng cho chị L và số tiền 200 triệu đồng bà H trình bày cho chị L mượn bằng tiền mặt nhưng không có chứng từ chứng minh nên không có cơ sở để buộc chị L phải hoàn trả số tiền này cho bà H. Bà H dừng dừng nước mắt nói tôi đã 84 tuổi rồi. Số tiền 3 tỷ đồng là tiền dưỡng giả của tôi. Hiện nay đã quá thời hạn tôi phải đi mổ tim theo chỉ định của bác sĩ, nhưng do tôi chưa đòi được tiền, đã cho lờ mượn nên không có tiền để chữa bệnh. Từ ngày tôi đòi tiền mượn thì lờ đã trở mặt, không hề gọi điện thăm hỏi tôi. Kể cả mấy đứa con lờ mà tôi đã chăm sóc từ nhỏ cũng không gọi điện hay tới lui thăm tôi. Tình cảm mẹ con, bà cháu ruột thịt mà nay còn thua một người dưng cũng chỉ vì đồng tiền. Mới đây, một video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đàn lợn hàng nghìn con chen trúc chật kín một khoảng rộng ngập nước, thậm chí leo lên cả đống vật liệu cao cạnh dòng nước lũ dâng cao trên sông Đuống. Qua tìm hiểu, đây là trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Trí Hải, có địa chỉ tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Từ nhiều năm trước, ông Hải đã ký hợp đồng thuê đất với thời hạn 20 năm của các hộ dân thôn Cao Thọ, Chính Thượng và một phần quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thuê đất, Ông đã cải tạo san lấp khu đất để xây dựng 14 khu chuồn trại chăn nuôi và các công trình phụ trợ để chăn nuôi lợn. Trong những năm gần đây, ông cho tập đoàn Sabaco thuê lại. Ông Hải cho biết, hàng mấy chục năm mới có trận lũ kinh khủng không có bao giờ như thế cả. Điều đáng nói ở đây là trang trại ở gần bờ sông nhưng cách đó khoảng chục cây số lại có nhà máy nước sạch. Không chỉ riêng trang trại lợn có quy mô lớn nằm ở chân cầu Bình Than, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bị ngập chìm sâu dưới nước, đi dọc bãi bồi đê sông đuống có không ít các lán trại khu trang trại chăn nuôi, trong đó có những trang trại quy mô lớn được xây dựng trái phép, vi phạm luật đê điều. Đơn cử, trong kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm luật đê điều, luật thủy lợi trên địa bàn thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành chỉ rõ, trên địa bàn còn tồn tại 10 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, trong đó có 4 trường hợp xây dựng trái phép lán tạm, chuồng trại chăn nuôi trái phép ngoài bãi sông. Về lộ trình xử lý vi phạm, Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành đặt mục tiêu trong năm 2024 xử lý dứt điểm 3 trường hợp xây dựng lán trại trên bãi sông đối với các trường hợp ông Nguyễn Văn Giới và ông Nguyễn Hữu Đoàn ở xã Bình Tổ, ông Nguyễn Hữu Tuấn xã Đại Đồng Thành. Riêng trường hợp ông Vũ Duy Tình xây chuồng trại bằng gạch chiều rộng 31m, chiều dài 50m, xây cao từ 2,2 đến 3,5m, mái lập tôn. Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận Thành có lộ trình xử lý vi phạm đến tận năm 2026. Qua trận lũ lịch sử mấy chục năm mới xảy ra một lần này, đây là lúc để chính quyền các cấp và người dân ở Bắc Ninh nhận biết tác hại và hậu quả khôn lường khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi trái phép, vi phạm luật đê điều ở khu vực bãi ven sông Đuống. Cầu Trà Khúc là một công trình giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Bắc với trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe cộ lưu thông, nhưng hiện nay hàng loạt trụ cầu đã bong chóc bê tông, chờ ra trụ sắt khiến cả cơ quan quản lý và người dân không khỏi lo lắng bất an. Đây cũng là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc, được xây dựng từ năm 1964 với kết cấu dầm thép liên hợp, dài 643 m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp 24 m, bề rộng mặt cầu chỉ 7,5 m, vỉa hè khoảng 0,5 m. Qua hơn 6 thập kỷ sử dụng, trải qua các đợt lũ lớn vào năm 1986, năm 1999 và năm 2009 và nhiều lần sửa chữa lớn, cây cầu hiện đang lộ rõ những hư hỏng nghiêm trọng nhiều trụ cầu bị bong chóc bê tông chờ thép hoen dỉ đặc biệt là khu vực tiếp giáp với mặt nước lâu nay nhiều người dân đã phản ánh việc cầu trà khúc một xuống cấp nỗi lo còn tăng lên khi nghe tin cầu phong châu ở tỉnh phú thọ bị sập chính quyền tỉnh quảng ngãi thấu hiểu nỗi lo này và đã đặt biển cấm ô tô xe tải lưu thông qua cầu trong lúc chờ cầu mới được xây dựng để thay thế tuy nhiên bất chấp biển cấm nhiều ô tô vẫn ngang nhiên đi lại trên cầu trong giờ cao điểm còn với dự án xây cầu mới dù đã thực hiện thiết kế kiến trúc Quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhưng do nguồn vốn gặp khó khăn nên dự án xây dựng cầu mới Trà Khúc 1 chưa thể triển khai thi công.